Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở trong video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một bất động sản ở quận 4, diện tích 57m2 mà chỉ có 2.350.000.000 vẫn còn thương lượng. Xung quanh nhà có đầy đủ tiện ích như là hồ bơi, cửa hàng tiện lợi Winmart, khu vui chơi thiếu nhi quận 4, nhà thiếu nhi quận 4, nha khoa, cửa hàng FPT Shop, trung tâm xe máy Honda Phát Tiến, cửa hàng tiện lợi GS25, nha khoa Hàng Gia, chợ Hãng Phân, trường trung học Chi Lăng, công viên Đại Phúc Nước và cũng là phố đi bộ của quận 4 trong tương lai. Căn nhà ngày hôm nay, mọi người đi hướng Vĩnh Hội tới ngay ngã tư Vĩnh Hội với đường số 48 thì quẹo phải vào. Nếu đi thẳng tiếp sẽ là đường Khánh Hội lên tới cầu Kinh Tẻ sang đường quận 7. Mọi người đi tầm khoảng 15m, nhìn bên tay phải sẽ thấy lối vào công viên thì mọi người quẹo vào. Đi thêm tầm 10m nữa, nhìn bên tay phải là tới. Để lên nhà dễ hơn, mọi người đi tới cổng số 3 của lô B2. Đối diện nhà mình là một khu công viên nội khu cực kỳ thoáng mát. Mỗi lô sẽ có một bãi giữ xe riêng nên cực kỳ tiện lợi. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 311 ở lầu 3, lô B2, khu chung cư phường 3 quận 4. Trước nhà mình thì có thêm một khoảng sân nhỏ để trồng cây. Nhà có diện tích là 57m2, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 nhà vệ sinh và giá đang kêu là 2.350.000.000 vẫn còn thương lượng. Bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here.